Xin chào cả nhà thân yêu. Mình tên là Nguyệt Phạm, mình đang sống ở Mỹ. Mình có kênh YouTube tên là Tổng hợp ngẫm ngộ. Hôm nay là thứ bảy, ngày 5 tháng 5 năm 2022. Mình đang ở Texas ở thành phố Coppell nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ quay cho các bạn xem có một cái dòng suối nó đang chảy, gọi là suối nhưng mà cũng nhỏ xíu. Dễ thương không? Hôm nay mình sẽ có đề tài là đưa mọi người đi tham quan khu nhà mới build lên, mới xây dựng. Và giá thì công nhận là đẹp, nhưng mà cũng giá cũng đẹp thật. Giá cũng cao lắm, nhưng mà khu của Coppell này mà mua được nhà đây mà ở thì an ninh thì tuyệt vời. Trường học thì toàn trường học tốt. Nhưng mà chỉ nói đến trường cấp 1, 2, 3 thôi nhá, chứ còn nếu mà nói đến những trường mà đại học thì nó phải qua bên thành phố Louisville, thì cũng cách đó khoảng 15-20 phút lái xe thôi là có trường đại học xịn luôn. Mình không biết tên, tại vì cái căn bản là tiếng Anh chưa có tốt nên nếu mà nói cái tên trường có khi các bạn cười chứ mình chẳng hiểu luôn. Các bạn không hiểu mình nói cái gì luôn. Nên mình cứ nói tiếng Việt. Chào tất cả mọi người, mong mọi người có một buổi tối bình yên, hạnh phúc, an lạc và một buổi sáng làm việc hiệu quả tại Mỹ nếu như bạn nào còn đi làm vào ngày thứ bảy, còn bạn nào được ở nhà thì sẽ có ngày cuối tuần thật là hạnh phúc nhá. Đi thăm thú, đi mình thích dòng nước có đẹp quá, đã quá. Nó nhỏ nhỏ, nó dễ thương quá. Không mà đi xuống dưới cái đá này hơi cực đấy nghe nè các bạn, nên là đi hơi gập ghềnh, nó rung tay rung máy luôn nha. Giờ mình sẽ đi lên, mình cho các bạn xem cái khu vực nhà mới xây, mới build ở đây. Giá thực ra là nó build từ năm 2020, chính xác đặt nền móng là ngay năm 2019, và 2020 thì bắt đầu họ xây từng căn. Lúc đầu tiên mình mới biết ý, khu này ạ, trời ơi, nó lác đác được 2-3 căn mà người ta mới build lên thôi. Thế mà sau chừng có hơn 1 năm mình đến đây, gần 2 năm đó, nó xây kín mít, còn lại có 3-4 căn là họ đang build. Bạn thấy đẹp như này. Ở đây thì mình đã vào văn phòng, mình làm việc rất nhiều lần để mình thực sự là mình tính mua. Mình tính mua để mình ở. Nhưng mà cái lúc cái mới sang nên chưa có dự định là mình sẽ ở đâu hay như thế nào. Xong bắt đầu đùng đến cái đi làm, xong cái nó bắt đầu nó giá cả nó tăng giòn giọt, mình không đủ để mà chạy theo nữa, thiệt sự vậy. Không đủ tiền để chạy theo cái giá cả nó lên nhà, nên bây giờ mình vẫn chưa mua được nhà ở Mỹ. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ mua thôi. Chỉ cần đợi cho cái giá cả nó trở về ổn định, nó không có bị thao túng nữa, nó không có bị giá cả mà nó cứ phải cái người bán ấy thì người ta đăng một kiểu mà người mua thì phải lại tăng trả tăng lên rất nhiều mới có thể mua được, mà cần bao nhiêu người cạnh tranh đấu giá nhau mới mua được. Đây là một cái khu vực mới. Bây giờ mình sẽ đi dòng dòng tất cả để coi cho các bạn xem. Và mình cũng sẽ đưa cái tên, cái địa chỉ, cái nơi có cái văn phòng để mà các bạn có muốn mua thì đến đây. Bây giờ mình lên xe nhá. Mình lên xe, mình quay một vòng toàn bộ khu này cho các bạn coi. Yes. Đi. Quay ở trong một cái kính xe thì nó không có được rõ lắm nên các bạn thông cảm nhá. Với lại mình quay thì cái tay mình cầm bằng máy, bằng tay á, trực tiếp nên nó cứ rung lắc lắc. Cũng mong các bạn thông cảm. Yes, đi. Cách họ build nhà đây cũng rất là đẹp, mà mới mà lung linh, một kiểu hiện đại nữa nhá, chứ nó không có. Vì vậy nên là nhà đây mình biết là cái lúc năm 2021 ấy, đầu năm ấy mình đến mình hỏi các văn phòng thì văn phòng có
họ đưa ra những cái giá như thế này, tức là rẻ nhất là 670 mấy triệu á, xong đến 800 900 một triệu. Còn bây giờ thì thực sự ngay bây giờ thì trong thời điểm này thì mình biết là nó lên tới 1 triệu 2, 1 triệu 3 một căn rồi. Đó, rất là đẹp. Mình đi chậm, mình sẽ đi chậm để cho các bạn xem. Chứ mà đi nhanh quá thì các bạn chưa cảm được. Quay từng bên một. Mà đây, cái dự án này là nằm tại thành phố Coppell, Texas. Nếu mà từ đây mà đi ra các trường học thì chỉ độ 5 phút, 10 phút. Đi ra chợ Mỹ thì chợ Kroger thì hết độ 5 phút. Đi ra chợ Walmart thì của Mỹ thì hết độ 15 phút. Đi đến chợ Hồng Kông, chợ 99, chợ Việt thì từ 10, 15, 20 phút. Rồi đi lên trên Garland là Sài Gòn Mall, ở trên Garland ấy thì hết khoảng 40 phút. Còn chung quanh khu này thì rất rất nhiều chợ châu Á. Nếu như mà người châu Á, mình người Việt Nam mình mà muốn sang đây để ở thì vô cùng tiện lợi. Còn nếu mà mình mà đi chợ Mỹ thì nó quá gần luôn, bởi vì chợ Mỹ ở đây thì rất đông, vì cái khu Coppell đa số là người Mỹ chứ không có người Việt nhiều, với người Ấn Độ với người Mỹ trắng. Còn nếu ai mà muốn mua nhà rẻ hơn nữa thì hôm nào mình sẽ lại quay một cái clip ở bên cái thành phố Lewisville, nó kế bên cái Coppell luôn, và thành phố Carrollton này. Rồi rất là nhiều thành phố kế bên Coppell thì thực sự là nhà nó có rẻ hơn khá nhiều, cả 100.000 đến 200.000 đô luôn đó. Mà nhà thì cũng rộng rãi đẹp đẽ. Còn đây là khu mới thì đương nhiên là nó đắt lắm, nhất là nó xuất hiện vào cái thời điểm mà vật giá nó leo thang, rồi Covid cô hiếc, rồi không có nhân công, rồi đủ thứ nó gom góp lại, nó làm cho cái dự án nó tăng, làm cho nhà nó tăng. Mình đi là nhà nào mình thích lắm, mình cứ thích ở nhà là mình ở lô góc rồi nó thoáng, thích ơi là thích. Dự án mới, nói chung là tóm lại là khoảng 2 năm nay, đây là cái nhà họ đang trồng cây đằng trước, đây là họ đang làm cái vườn lại phía trước, còn những nhà kia là đã ổn định. Rồi đi đi, nhanh xíu. Quay một bên thì nó rõ hơn cho các bạn nhìn cái mẫu nhà. Còn nếu mà quay hai bên ấy thì nó không được rõ lắm, nên mình cứ quay nghiêng cái máy một xíu nhé. Tại vì hai bên thì bên nào nó cũng giống vậy thôi, cái mẫu mã thì nó giống nhau vậy thôi. Ở trong đây chỉ còn lại cỡ khoảng 5-6 căn là họ đang build. Đây ví dụ như căn này đó. Còn bên kia đó là họ xây hết, nhiều lắm. Anh quay vào trong này để em xem em ấy cái văn phòng. Em cho các bạn coi cái văn phòng. Các bạn muốn nó đến đây để mua nhà đất ấy, thì các bạn ấy sẽ tự liên hệ hoặc điện thoại cho em, hoặc nhắn tin comment ở dưới ấy, thì mình xong để lại số điện thoại hay là gì đó thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Đây là văn phòng, bạn thấy có mấy lá cờ nhé. Đây này, cái dự án nó tên này nè, dừng stop. Mình đó, cái dự án tên của nó nhá, văn phòng là ở trong này, tên của dự án á, mà ở đây là thành phố Coppell đấy, văn phòng đấy cũng là nhà mẫu luôn. Stop.
stop. Xuống dưới mà quay cái địa chỉ với cái giờ mở cửa với cái số điện thoại của văn phòng để cho các bạn ấy có muốn sang đây thì các bạn ấy giao dịch trực tiếp. Mình chỉ là người gọi là thông tin cho các bạn thôi. Các bạn nhìn thấy lá cờ bay phất phới nha. Đó, đây là văn phòng của họ đó. Văn phòng của họ, nhưng mà nói thật thì ra thì họ cũng Hi, good morning. Good morning. Yeah. Hi. Yeah. How are you? I'm fine, thanks. Good. Yes. You good? I'm good. Thank yeah. Chưa. Rồi bây giờ cái bạn đấy là bạn ấy là làm trong văn phòng đó nha. Nhưng mà mình nói thật luôn là mình nói thật cả nhà là mình không rành tiếng Anh nên mình bắt chuyện với bạn ấy thì mất công bạn nói hàng hồi ra mình không có hiểu. Thành ra là mình không dám nắm bắt chuyện. Nhưng mà bạn cũng hỏi mình trước nha. Bạn cũng chào hỏi mình rất là tươi cười nha. Bây giờ bạn vào văn phòng mình sẽ quay cái giờ mở cửa. Họ có ghi sẵn đây này. Đây này, sell office house này. Sunday, Monday từ 12 giờ đến 6 giờ. Đó. Đó. Đây là cái văn phòng. Mình quay vậy thì nha, chứ hôm nào mình sẽ có người thông dịch thì mình sẽ đi đến đây mình hỏi người ta đàng hoàng để chi tiết với các bạn hơn, chứ bây giờ mình vào mình không biết tiếng Anh nói gì lắm. Nói được vài câu chào hỏi vớ vẩn thôi chứ đâu có nói được chuyên môn. Ok, bây giờ mình lên xe mình đi tiếp nhá. Cả nhà đi du lịch với mình nhá, đi tham quan nước Mỹ và tham quan những ngôi nhà mới. Bạn nào có nhu cầu thì cứ sang bên Coppell Texas ấy, thì mình điện thoại cho mình. Điện thoại cho mình và học là các bạn nhắn tin cho mình vào cái comment ở dưới ấy, xong các bạn hẹn mình là ngày nào mà các bạn sang thì mình sẽ đưa các bạn đi. Đi ra cái bãi đất trống rồi làm gì à? Ra đi, ra luôn. Rất là to đẹp mới mà nên nó còn nắng quá, họ trồng cây nó còn nhỏ xíu chưa đủ bóng mát. Đây bị ngược sáng nữa nên không được sáng mấy.
nhà rất đẹp. Mời các bạn đến bang Texas, thành phố Coppell. Đây là thành phố Coppell. Để mua nhà đẹp ở, và ở đây rất là an ninh. Trong khi đó nữa thì có rất nhiều trường học cho các con đi học. Còn chợ Mỹ thì 5 phút lái xe, 10 phút lái xe là có chợ Walmart, có chợ Kroger, có cả Costco luôn. Costco thì nó nằm ở bên Louisville nhưng mà nó cũng chỉ cách độ 15 phút lái xe thôi. Nó ở thành phố Louisville. Còn chợ châu Á thì đặc biệt rất là gần luôn. Có cái chợ 99 ấy, nó cách nhà mình có 5 phút. Trong đó nó có đủ đồ ăn châu Á. Và cái chợ Việt thì cách nhà mình khoảng 20 phút lái xe. Còn Hắc Mát, đủ thứ các cái chợ, nói chung là rất tiện ích. Nói chung khu vực này trung tâm mà ấy lắm. Đi ra ngoài để em quay cho các bạn biết được cái khu vực ở bên ngoài, đi ra hẳn đi về luôn á.